Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Tùng Hoàng Sơn, anh em Nguyễn Thành, anh em Đỗ Quang Huy, anh em Trần Mạnh, anh em Nguyễn Thân Trọng, anh em Chơi Khuya, anh em Tuấn Nghĩa và cuối cùng là anh em Giòm. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất là nhiều. Như anh em cũng đã biết thì kể từ ngày 15 tháng 8 ấy là kênh của tôi đã bắt đầu là ra 2 video clip một ngày. Thì cái này thực ra là nó là một cái thử nghiệm anh em ạ. Nó là một cái thử nghiệm của tôi đối với kênh này để xem là sau khi mà trong cái quá trình ấy vừa rồi là cái kênh nó đã được đề xuất trở lại. Đấy, nó sau một cái quá trình mà một năm mất đề xuất thì nó đã được đề xuất trở lại ở trên YouTube. Thì tôi muốn test thử là nếu mà tôi ra 2 video clip một ngày thì liệu rằng cái view, cái lượng view, cái lượng tương tác nó có gấp đôi không? Cái thu nhập nó có gấp đôi không? Thì cho đến nay cái thử nghiệm này nó đã kéo dài được hơn một tuần. Ngày là ra 2 clip liên tục cho vòng một tuần vừa qua. Thì tôi cũng đã có những cái số liệu đầu tiên cho cái việc tôi thử nghiệm. Đấy, thì tôi phải rất là lấy làm tiếc khi mà thông báo các anh em là có lẽ trong cái khoảng thời gian sắp tới tôi lại phải quay trở về một clip một ngày. Bởi vì là thế này, tôi cũng xin chia sẻ thật lòng với anh em luôn là nếu mà tôi ra 2 clip một ngày ấy, là cái khối lượng công việc của tôi nó gấp đôi. Đấy là cái điều đương nhiên, gấp đôi là chắc chắn là như vậy. Bởi vì làm sao? Bình thường ấy là một ngày chỉ là một clip thôi. Đấy, thì bây giờ là 2 clip, rõ ràng là gấp đôi rồi. Đấy, và những cái số liệu nó chỉ ra cho tôi là mặc dù là tôi tăng lên 2 clip một ngày đấy, nhưng mà thu nhập thì tất nhiên là nó cũng sẽ tăng, nhưng mà tăng nó không phải là gấp đôi. Đó, và nếu mà tính ý, theo cái thu nhập trên một clip ý, thì nó lại bị giảm anh em ạ. Bởi vì tôi ra 2 clip một ngày nên là thu nhập tổng thì nó tăng, nhưng mà thu nhập trên một cái clip thì nó lại bị giảm. Ở đây là giảm là do là có thể là có nhiều clip quá nên là anh em xem nó bị vội, kiểu vừa xem vừa tua ấy, kiểu dạng như thế. Thì thực ra là nếu mà vừa xem vừa tua thì cũng chả có tiền quảng cáo nên là cái thu nhập của mỗi clip nó giảm đi. Đấy. Trước đây là tất cả các cái view nó dồn vào một clip thì bây giờ nó chia ra làm 2 clip. Thế là tôi đang tính cái việc là chắc là thời gian sắp tới chúng ta lại quay trở về cái chế độ là mỗi ngày một video thôi anh em ạ. Rất là sorry anh em nhưng mà biết làm nào được. Bây giờ làm nhiều nhưng mà nó không có tiền ấy, thì nói chung là chúng ta làm ít chúng ta được tiền thì nó vẫn ok hơn, đúng không? Bây giờ cũng là 10 cái clip, cũng là 10 cái clip up lên. Đấy, nhưng mà 10 cái clip mà mỗi ngày ra một clip thì thu nhập nó lại cao hơn là 10 cái clip mà một ngày ra 2 clip. Đấy, tôi tính toán hết rồi. Tôi không hiểu sao mà tôi ra nhiều clip hơn nhưng mà anh em tương tác ít hơn. Anh em chả chịu like giúp tôi gì cả. Chán lắm, buồn lắm. Chắc cứ cái đà này thì chỉ duy trì được một ngày ra 2 clip lốt tuần này thôi anh em ạ. Sang tuần sau là đâu nó lại vào đấy nha anh em nhá. Hoặc là nó sẽ phải có một cái, nó phải có một cái chỉ tiêu cho cái video clip ra trước ấy. Ví dụ một ngày ra 2 clip đúng không? Một clip vào ban sáng và một clip vào ban đêm. Một clip vào ban tối đi. Thì nó sẽ phải có một cái chỉ tiêu nhất định cho cái clip vào ban sáng đủ để có thể là ra thêm một cái clip nữa vào ban đêm. Đấy, nếu mà không đủ chỉ tiêu, ví dụ như là bao nhiêu view chẳng hạn, hay là bao nhiêu lượt like chẳng hạn. Đấy thì tiếp tục đấy, để một clip thôi, để cho cái clip đấy nó kiếm đủ tiền đã, rồi sau đó tôi mới up thêm một cái clip khác. Anh em thấy như thế nó có hợp lý không? Tôi thấy nó cũng hợp lý mà, đúng không? Anh em thích, anh em like nhiều thì là anh em muốn tôi ra clip thêm thì tôi mới ra clip chứ. Còn anh em không thích thì tôi ra clip thêm làm cái gì? Một ngày ra clip là đủ rồi. Đúng không anh em? Anh em nào ok thì anh em hãy để lại dưới phần comment nhá. Đấy, còn nếu anh em không ok thì chúng ta lại bàn luận tiếp. Chắc là cố lốt được tuần này thôi anh em ạ. Đấy, cố gắng lốt tuần này anh em nhá. Tuần này thì anh em vẫn thoải mái xem các cái video clip một ngày là được 2 cái. Đó, còn tuần sau thì nói chung là phụ thuộc vào anh em. Nhá anh em nhá, phụ thuộc vào anh em đấy. Chứ còn tôi là tôi đã cố gắng lắm rồi đấy. Ngoài cái việc là tôi ra clip nó đều đặn và nó liên tục ra, thì cái việc cái chất lượng video clip ý, là tôi đợt này là tôi cũng cải thiện, là tôi ra toàn siêu phẩm thôi. Anh em thấy là những cái video buổi tối ý, toàn lựa chọn siêu phẩm up lên hết.
Đấy chứ đâu có phải là chơi một phát top 1 là up lên ngay đâu. Còn nhiều cái trận top 1 khác nó chán quá, không thèm up luôn. Đấy, thế nhưng mà anh em thì tôi thấy là anh em cứ tiếc like tôi, buồn quá đi mất thôi. Chán quá đi mất thôi. Tôi cười nhưng mà trong lòng tôi thì nó đang khóc đấy anh em ạ. Dã man thật sự luôn. Buồn rười rượi. Chịu. Chịu thật sự luôn. Tuyệt vọng. Bất lực luôn. Thất vọng tràn trề. Dầm trong tim. Bụi bay vào mắt. Viên đá nhỏ. Ôi thôi chết rồi. Đi xa quá rồi. Thôi chúng ta vào game hôm nay nha anh em nhá. Anh em nhìn tôi mua, anh em biết tôi chơi gì rồi. Cũng không phải giới thiệu. Đội hình đã quá quen thuộc rồi đúng không? Đấy, rất dễ để có thể nhận biết. Nhưng mà tôi cần phải có một cái lời giới thiệu về cái lý do ngày hôm nay làm bộ này. Thực ra anh em thấy là một cái bộ gót đỏ là một trong những cái bộ mà nó khá là dễ chơi, khá là thông dụng. Đấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì chắc là nó sẽ là một cái content dành cho các anh em mới chơi. Đấy, khi mà tôi chơi tôi giới thiệu cái bộ gót đỏ này. Thực ra có anh em mới chơi, anh em có nhắn tin cho tôi, anh em bảo là thấy tôi nói nhiều về cái bộ gót đỏ nhưng mà không thấy tôi chơi. Đó nên là hôm nay tôi quyết định là tôi sẽ làm cái content về cái bộ gót đỏ này. Thực sự là đây là một trong những cái line up mà rất là thân thiện với cả người mới chơi. Cực kỳ thân thiện luôn. Rất phù hợp cho các anh em mới chơi cái con game này. Nó dễ chơi lắm anh em ạ. Như anh em có thể thấy là đầu game tôi mua hai con Eco, hai con thuộc hệ mục sư Frit ấy. Đấy, ném vào. Sau đó là chúng ta giữ máu thôi. Đến khi nào mà ra những cái con đỏ thì chúng ta mua thôi. Đấy. Đơn giản như thế, up thì up dần lên 8. Lên 8 roll hoặc là lên 9 roll. Cũng có thể là roll ở 7. Tùy. Ui ôi, thôi chết rồi. Sau này có khi nào tông quái không nhỉ? Ok, 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 ok. Ok, ui rồi ôi, tông quái ạ, thề. Chán đời thật sự luôn đấy. Đùa. Nhưng mà không sao cả anh em nhá. Toang quái nó là chuyện quá là bình thường luôn với những cái người eco. Đấy, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng có lúc tôi cũng bị toang quái, nó là bình thường. Đấy, cái vấn đề ở đây là gì? Toang quái mà tôi vẫn được top 1. Thế nó mới hay. Mà cái điều đấy chứng minh là gì? Là kể cả khi mà chúng ta toang quái ấy, chúng ta được top 1 ấy, chứng tỏ là cái đội hình này nó mạnh anh em ạ. Được chưa? Rồi, bây giờ lại bỏ bài ra, eco tiếp. Một cái đội hình mà rất dễ chơi cho các anh em mới chơi. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Và thậm chí là cái đội hình này nhá, nó không phải là chỉ những anh em mới chơi đâu, mà cả các cái cao thủ cũng chơi cái bộ này. Đấy. Rất nhiều cao thủ chơi cái bộ này ở mức rank cao luôn. Đấy, ví dụ như tôi đây, tôi đang chơi đây. Thế nên là anh em, đấy, xin nhắc lại lần nữa nhá, là các anh em đừng có lo lắng về cái việc là cái này là giới thiệu cho người mới chơi, mà cái clip này là chúng ta đã là những cái người ở rank cao rồi, chúng ta không chơi nữa. Thì không phải đâu anh em. Đây vẫn là một cái trận đấu do tôi chơi và ở mức rank cao anh em nhá. Đang ở cái mức rank cao nhất rồi, mức rank queen rồi. Nên là chúng ta vẫn sẽ có những cái trận đấu ở cái chất lượng cao nhất để cho các anh em có thể tham khảo, anh em có thể rút ra những cái kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Bởi vì một cái trận đấu gót đỏ ở cái mức rank thấp thì nó sẽ khác với cả một cái trận đấu gót đỏ ở mức rank cao chứ, đúng không? Tôi đảm bảo với anh em luôn, kiểu gì anh em cũng có thêm kinh nghiệm, có thêm kiến thức khi mà anh em xem những cái video clip của tôi. Kể cả tôi chơi những cái bộ cơ bản nhất. Đấy, đảm bảo luôn, khẳng định luôn cái điều đấy luôn. Nhá anh em nhá, nên là anh em cứ yên tâm mà tận hưởng đi. Tận hưởng cái video clip này đi. Chứ anh em đừng có quan tâm đến cái việc là tôi sản xuất cho anh em mới hay anh em cũ. Cũ hay mới đều xem được hết. Nhá anh em nhá, khẳng định với anh em luôn, cũ hay mới đều xem được hết. Anh em cứ yên tâm mà xem. Rồi. À ui rồi, ai đây? Chúng ta gặp nhau rồi sao? Chào cái đã. Có phải chào mình không nhở? Bây giờ mình mới nhận ra. Bây giờ tôi mới nhận ra có phải chào tôi không? Không, lại bảo không phải chào tôi thì thôi bỏ mẹ luôn. Thề. Nhiều khi là mình cũng phải cẩn thận với mấy cái vụ như thế này. Đừng có sốt sắng quá, không là lại không phải là mình đâu. Chúng ta có lùn thì chúng ta có thể kẹp thêm con súng này vào. Giữ máu. Hai lùn anh em ạ. Ok không?
có quả trứng và một con Swordman. Nhưng mà tôi cũng chưa đập trứng vội cho con này đâu anh em ạ, cứ từ từ đã, để xem đã. Chắc gì Swordman đã làm co đúng không? Cứ bình tĩnh. 8 máu này. Quả vừa rồi đẩy khét phết nhỉ. Bỏ bài vào bị đẩy nhiều máu hơn à. Trận này sao tôi thấy cảm giác tiền nó cứ thọt thọt kiểu gì ấy nhỉ. Bây giờ là round 14 rồi. Round 14 rồi mà chưa lên được level 7 này. Round 15 mới lên được level 7. Sao lại thọt thế nhỉ? Vô lý thật mà rõ ràng là eco từ những cái round đầu tiên luôn ấy. Chắc là do tôi mua cái quả trứng mất 5 tiền. Ui thằng to này. Vãi đái ạ, thề. Vậy là chúng ta sẽ không có cơ hội cắt được cái chuỗi này rồi. Toàn 2 sao luôn. Toàn 2 sao luôn ạ. 5 con 2 sao. Round này liệu rằng có bị lọt quái thêm một lần nữa không nhỉ? Nghi ngờ khả năng ăn được quái ở round này. Có khi nào mà toang quái không? 4 đỏ này. Thế này đi. Quái này mà nó nhảy lên nó bứa con súng thì là toang. Đấy. Kiểu gì ấy nhỉ anh em nhỉ? Khó hiểu thật sự ấy. Nó bớ luôn mà con súng với cả con berserker kìa. Anh em thấy có điên không? Điên rồ thật sự ấy anh em ạ. Tôi nói y như rằng luôn. Khó hiểu thật. Mấy con quái này nó nhảy kiểu gì, rõ ràng là tôi để mấy con kia ở phía dưới rồi mà nó vẫn nhảy lên trên. Ăn được quái không? Thực ra nếu mà gọi đệ được thì ăn được. Toàn quái nữa thôi chắc quýt luôn. Hai round không được chọn đồ thì chịu rồi. Ok. Tôi chắc tôi áp dần lên 8 rồi anh em ạ. Mặc kệ đó. Chưa cần phải đập trứng cho con Swordman này làm gì cả. Đang chưa thua mà. Đang ngon. Máu còn đầy. Trượng hiến tế này. Không ngon lắm anh em ạ. Ở trong cái món đồ xanh dương ấy, nó có cái chén thánh, cái chống Doom và cái mắt AZ. Ngoài ra thì còn có cái dấu ấn thần thánh nữa. Hơi đen. Thôi tôi sẽ random ra mấy cái đồ kia thôi. Chứ còn không có đồ thì chúng ta cũng không chơi anh em nhá. Ba cái món đồ đấy thì lấy được mỗi cái huyết trượng thôi, nhưng mà cái huyết trượng ấy nó cũng không cần với cái bộ này lắm anh em ạ. Từ từ đã. Giữ được máu tốt rồi. Bắn chết luôn con rồng. Ok. Không không không, tôi không muốn thắng round này đâu. Không, tôi không muốn thắng round này đâu bạn ơi. Không 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 không. Ui rồi ôi, tại sao lại thắng? Chưa muốn thắng thì nó lại thắng ạ. Đã thắng rồi thì up 8 luôn vậy. Doom này. Cho vào luôn. Swordman chưa lên được 2 sao nhỉ. À, lên 9 luôn. Này tôi nghĩ là bây giờ cái tầm này là cũng ổn rồi. Cũng không thua ở đâu. Bài lên được 8 kẹp 2 lùn, 4 đỏ phía trên 2 Glacier. Tương đối khỏe đấy. Chuyện này ra ít đỏ quá nhỉ.
Tôi đang tính xem có nên là chuyển về Witcher không. Trận này Witcher có chúa quỷ, là có kiếm hồn anh em ạ. Có chúa quỷ, có kiếm hồn luôn. Chúng ta có thể chuyển về cái bộ Witcher đỏ, sau đó đá qua cái bộ Witcher Warlock cũng được. Bởi vì cái trận này nó có Dark Spirit. Chơi Witcher Warlock kẹp với cả vừa Warlock nhá, vừa lại kẹp với cả Spirit được. Đang tính là như thế. Nhưng mà trận này mà không ra đỏ thì khả năng thôi. Bỏ luôn. Dí lên 10 là cũng ngon mà. Dí lên 10 là chuyển sang Witcher là đánh ok rồi. 6 đỏ Witcher tạm. Cái bộ gót đỏ tầm này mà không ra ở du 2 sao thì khó. Ra là phải tự ra ấy, chứ còn để mà roll mà ra thì không nói làm gì. Ra heo này. Chúng ta vẫn chưa đủ 6 đỏ, vẫn thiếu một con anh em ạ. Cho con heo này vào. Có lên roll không nhỉ? Roll để kiếm 6 đỏ luôn ý. Tầm này đang 19 rồi, hay nhịn một round nữa nhỉ? 37 máu nó vẫn không phải là quá thấp. Tôi hay chơi đỏ ấy, tôi thường là tôi sẽ để máu nó dưới 30 máu. Tầm khoảng 20 đến 25 ấy, nó là ok nhất. Còn nếu mà để máu nhiều quá ấy, thì cái bộ này nó cũng không có phát huy được tối đa sức mạnh anh em ạ. Trên này có Exit này. Rằng ở đây có rất nhiều người chơi Exit nhá. Không biết là có phải là do kênh tôi nó phổ biến không. Trước đây chả thấy ai chơi cả. Rất ít người chơi Exit. Dạo gần đây không hiểu sao trận nào cũng thấy có Exit. Thua này. Nhưng mà phải đấm chết được con nữa. Ui giời ơi, 30 máu rồi. Trước khi mà tôi lên cái series Exit ấy, vào trong rank có mấy người chơi Exit đâu mà. Tôi toàn thấy là người ta chơi Assassin ấy. Xong cái đợt này tự nhiên thấy Exit nhiều. Exit nhiều này, xong rồi lại ngũ long hóa hình. Đấy, nhiều vãi đái luôn. Bây giờ là rất là hay với kiểu là các ông ấy chơi năm rồng ấy, kết hợp với cả Human ấy. Sau đó đến khi mà lên được 10 ấy, hoặc là 11 ấy, là chuyển sang là chơi ngũ long hóa hình luôn. Năm rồng kết hợp với cả Witcher, xong kết hợp với chúa quỷ, mạnh vãi đái. Cái bộ đấy là bây giờ là rất hot luôn. Gần như là vào trong game là kiểu gì cũng gặp. Nhất là những cái trận mà nó có chúa quỷ ấy, kiểu gì cũng gặp luôn. Không biết là cái trận này có ai chơi bộ đấy không. À, chơi gót đỏ mà gặp cái bộ đấy thì đúng toang luôn. Anh em xem cái trận ngày hôm qua không. Cái bộ gót đỏ nó gặp cái bộ Witcher Assassin, con cáo xỉa phát. Cái con du 3 sao mà nó chết luôn anh em ạ. Bay màu luôn. Đúng là cái bộ gót đỏ mà nó gặp cái bộ Witcher thì đúng là như gặp bố luôn. Gặp gọi bố luôn ấy. Chứ còn đánh đấm gì nữa đúng không. Hy vọng không ai chơi Witcher. Ok. Món đồ này sẽ dùng được. Rồi những cái món đồ rác thì tôi sẽ vứt đi. Ok. Chuỗi ma thuật à. Cũng được. Hơi đen nhỉ. Nhưng mà thôi được rồi. Giá nhưng mà nó là một cái giáp xoay thì ngon. Nhưng mà thôi không sao. Cái món đồ nào thừa ấy, thì chúng ta mới vứt đi thôi. Còn cái món đồ nào ấy mà nó dùng được ấy, là chúng ta giữ lại anh em nhé. Cái bộ này nó khá cần mấy cái ngọc mana. Tôi giữ lại hết mấy cái ngọc mana. Cho heo rồi cho Storm Shaman. Đấy. Cái con du này tí nữa nó sẽ vứt bớt mấy cái đồ mana ra. Nó cầm những cái món đồ cam với mấy cái món đồ tím ấy. Còn lại những cái món đồ tăng mana sẽ dành cho heo và dành cho Doom. Đấy. Thằng 6 human này. 6 human à. Chơi 6 human à. Sáu human có ăn được mình không nhỉ? Superman xoay này cũng tín phết á. Được không? Giết được con Agali là ăn được. Gấu chết rồi. Con Agali thôi. Được.
heo sống. Ok. Điêu nhỉ anh em nhỉ, một sao. Một sao mà khỏe đấy. Du một sao. Đồ vớ vẩn thôi, không phải là đồ ngon lắm. That's a breed à? Cần không? Không có bad omen anh em ạ. Tức là không kẹp được warlock. Thôi. Chơi gót đỏ nhưng mà không có bad omen thì chúng ta bỏ qua con That's a breed thôi. Không kẹp được warlock anh em ạ. Bộ này lên 10 khả năng là kẹp Shaman vào đó. Kẹp Shaman hoặc là kẹp Doom. Căn bản là hiện tại cái con Du này của tôi ấy, nó cũng chưa lên được 2 sao. Đội hình thì còn rất nhiều những cái con nó vẫn đang 1 sao. Nên là tôi cũng không ôm cái con Dart làm gì cả. Nếu mà có cần con Dart ấy thì late game chúng ta tìm sau. Bây giờ có ôm vào thì cũng chưa nhét được vào đội hình này. Làm gì có slot nhét cái con Dart Spirit vào đâu. Không có anh em ạ. Bây giờ lên 10 nó còn lâu lắm. Mấy con nó còn chưa lên được 2 sao. À đây rồi, ui dồi ôi. Hay quá nhở. Đợi mãi mới ra. Có lẽ là chúng ta sẽ roll ở level 9 rồi. Kiếm mấy con Superman 3 sao cái đã rồi tính. Vẫn còn 7 cục máu nữa cơ. Anh em ạ, cứ yên tâm. Ui trận này có dòng Witcher kìa. ATLC ở trên dòng Witcher nhá. Càng đấy. Càng. Ui có thằng này lên được 11 rồi ạ. Vãi, thằng này có chuyển sang dòng Witcher không nhỉ? Tất nhiên là nếu mà nó gặp tôi thì tôi sẽ ăn được thôi. Gót du xoay này đâu có sợ bộ này đâu. Nhưng mà cái thằng này ấy, nó đang lấy được những cái cuốn sách từ những cái thằng khác anh em ạ. Ui vãi đái ạ. Thề. Cái thằng dòng Witcher vừa bị đẩy cơ. Dòng Witcher level 8 bị đẩy cơ. Nói chung là lên bị đẩy. Lên bị đẩy bạn ạ. Chết sớm đi bạn ơi. Đừng có sang đây đấm tôi. Sợ lắm. ATLC có 42 máu là cũng sắp dẹo lời rồi đấy. Anh em ạ, sắp dẹo nơi rồi. 5 rồng thì 5 rồng rồi. Nhưng mà chưa 4 Witcher. Định lên level 10 cơ à? Đánh ác vậy. Thực ra đủ tiền lên 10 đấy. Đủ tiền lên 10 áp được 4 Witcher kẹp với cả Shadow 2 sao là cũng căng á. Mà chưa lên 10. Chắc là muốn là 26 mới lên 10. Gặp luôn cả bọn Hunter này. Mà không phải chỉ Hunter. Này vẫn chưa lên được chỉ Hunter. Ok. Càng phết nhỉ. Hay lắm bạn ơi. Sắp đi rồi. thằng dòng Witcher. Cái thằng mà tôi sợ nhất nó sắp đi rồi anh em ạ. May quá đi mà tôi. Trời ơi. Mình sợ nhất cái thằng đấy. Có 16 máu. Ai đấm đi. Tôi không đấm được đâu. Ai đấm đi nhá. Hộ tôi cái các bạn ơi. Hộ tôi cái đi mà. Please. Đấm chết cái thằng ngũ long hoa hình cho tôi đi. Thằng đấy mà nó vươn lên ấy, nó lên level 10 xong nó vươn lên thì khó ở top 1 anh em ạ. À, khó đấy. Theo anh em thì cái con Du này nó có khả năng lên 3 sao không? Để tôi roll nhỉ. Hay là lên 10. Búa sét ạ, thề. Còn cái gì hay ho hơn không? Thay vì cái búa sét, sao nó không phải là một cái món đồ ngon nghẻ cho cái bộ gót nhỉ? Anh em bảo tôi có lên level 10 ở round 26 không? Trận này có cái kiểu là có tí hốp cho cái con Du này nó lên 3 sao anh em ạ. Tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta nên để cái round 29. Đồ thì bây giờ lấy cái gì đây? Từ từ đã để xem địch đã. Cái thằng Witcher khả năng là nó đi sớm anh em ạ. Lên 10 rồi. Lên 10 rồi nha, lên 10 rồi nha. Thôi lấy cái giáp này đi. Chống Doom. Tí nữa mà ăn Doom thì chết. 5 rồng mà nó kẹp Doom, nó Doom kinh lắm. Và phát nó Doom luôn mà. Thế nên là phải có cái giáp này. Cái giáp chống Doom. Chú quỷ à. Quay xe ngũ long hóa hình à.
Thôi, nhường các bạn chơi đấy. Chấp các bạn chơi cái bộ mạnh nhất bây giờ luôn. Nghe nói là Ngũ Long hóa hình đấm gót đỏ như con đúng không? Ok. Thế thì trận này lại phải biểu diễn rồi anh em ạ. À, trận này là tôi sẽ phải biểu diễn cái trình độ thông thạo của tôi cho bọn nó chơi năm rồng Witcher đấy. Nhường luôn nhá. Cho bọn nó chơi counter tôi luôn. Tăng độ khó cho game. Chứ game lúc nào cũng kiểu chuyển bài để counter bọn nó thì nó dễ quá. Nói thật với anh em là như thế. Quả vừa lấy mà ra chú quỷ với con rồng ấy mà xoay sang Witcher thì nó lại bất hay. Lúc đấy thì mình lại đâm ra mình xoay sang Witcher để đập Witcher đúng không? Thế thì nó còn gì là hay nữa. Đẳng cấp nó ở cái chỗ nào? Đẳng cấp nó ở cái chỗ là chúng ta gặp một cái bộ mà nó counter của chúng ta mà chúng ta vẫn xoay chuyển được. Thế nó mới hay anh em ạ. Tức là chúng ta đấm được cái bộ counter của chúng ta thì mới hay. Anh em công nhận không? Trận này phải biểu diễn cho anh em xem mới được. Để cho anh em xem tôi chơi gót đỏ mà anh em cảm thấy là anh em không tiếc cái khoảng thời gian xem tôi chơi cái bộ này. Ok không? Được. Riêng cái bộ gót đỏ này thì nó phải gọi là thông thạo 10 rồi. Đấy, có cái bộ Ngũ Long hóa hình mà đối thủ đang chơi ấy. Nó là cái bộ mà tôi đẻ ra tôi còn lạ gì nữa anh em ạ. Yên tâm, chơi vẫn chơi được nhá. Hai bộ thông thạo, yếu điểm, nhược điểm, ưu điểm của từng line up là biết hết rồi. Ê, ê, từ từ nha, cái thằng top 1 tại sao nó lại cầm cái con chú quỷ kia? Tại sao? Liệu rằng có phải là 12 con nhưng mà là Witcher Ngũ Long hóa hình không? Ui, thế thì cũng căng đấy nhờ. 10 con thì lo được nha, nhưng mà 12 con thì chưa biết. 12 con thì chưa biết đâu anh em ạ. 10 con thì tôi lo được. Nhưng mà thêm 2 tầng nữa thì cái câu chuyện đấy tôi không biết. Chưa biết, chưa biết, chưa thử, chưa biết được. Storm Shaman. Storm Shaman thì phải mua đó. Heo à? Con này cũng phải mua. Nuôi con heo lên 3. Chắc là bán con Skull Hunter đấy thôi. Skull Hunter này không có giá trị nhiều lắm. Rao này chắc lóc lại anh em ạ. Rao này nó còn có cả con Light Spirit ấy. Mà rao sau thì khả năng là tôi dí lên 10 luôn. Không roll nữa đâu. Có cái thằng nó chơi Ngũ Long hóa hình nó lên được level 10 nhưng mà nó bay màu rồi anh em ạ. Nhưng mà có cái thằng tề mặc ấy, có một cái thằng khác nó đang ở level 12 và hình như là nó đang có ý định nó chuyển sang. Ở trong cái đội hình này nó có con chú quỷ nó để vào. Có phải không? Liệu rằng có phải là nó đây nó là cái bộ Ngũ Long hóa hình không? Năm rồng thì là có rồi. Càng đấy. Càng đấy anh em ạ. Ây da. Đau nhờ. Càng đấy. Thôi lên 10 anh em nhá. Lên 10 đó. Con Zuba ấy, bây giờ nó không giải quyết được vấn đề anh em ạ. Chúng ta có roll ra là con Zuba ấy, thì chúng ta cũng chết bởi cái bộ này thôi. Chứ ngay đập cho Storm Shaman luôn anh em nhá. Đây, để tôi chứng minh cho anh em thấy là cái kinh nghiệm nó quý như thế nào. Cái kinh nghiệm chơi ấy. Nếu mà gặp cái bộ Ngũ Long hóa hình giai đoạn late game người ta chuyển sang ấy, là chúng ta phải chơi bằng cái con này này. Anh em có tin không? Chúng ta sẽ phải chơi bằng Storm Shaman cơ, chứ không phải chơi bằng con Du đâu. Con Du này 2 vẩy là chết. Con Du này 3 sao nhá. Tôi thừa với anh em luôn là con chúa quỷ ấy, nó gạt cho 2 phát là bay màu. Với 12 tầng thì anh em nghĩ là sao? 10 tầng nó đã đấm không còn cái mảnh giáp nữa rồi. Còn đây là tới tận 12 tầng nữa anh em nhá. 12 tầng đấy. Thế là tôi nghĩ là cái con mà chúng ta cần phải đánh nó chính là cái con Storm Shaman này này. Là cái con mà cần phải lên 3 sao anh em ạ. Tôi sẽ phải nuôi cái con Storm Shaman cơ. Đây. Bỏ con này vào, hai cá luôn anh em ạ. Nó sẽ phải là hai cá. Bởi vì làm sao? Bởi vì hiện tại nó là mết, chúng ta kẹp hai cá vào. Refresh off. Từ từ đã. Chúng ta đang có cái bộ gót anh em ạ. Từ từ để tôi tính xem nào. Xem một cái refresh có ngon không. Refresh thì cũng ngon. Lý do tại làm sao mà lại chơi Storm Shaman để tôi giải thích. Vào trận tôi sẽ giải thích cho anh em. Con Storm Shaman nó có khả năng khóa skill anh em ạ. Thậm chí là nếu mà đủ đồ ấy, nó có thể tung skill trước khi Lâm Rồng bắn trưởng.
Cái điều đấy nó sẽ dẫn tới cái việc là gì? Là trong cái trường hợp mà con chúa quỷ ấy, nó có khả năng là nó sẽ bị cái bão Static Storm ấy làm cho con chúa quỷ nó không hú được. Và chúng ta sẽ giành chiến thắng khi mà chúa quỷ không hú được anh em nhá. Đó, ngoài ra còn một cái này nữa. Chúa quỷ lên 2 sao rồi anh em ạ. Vãi cứt. Tôi đảm bảo với anh em luôn là sớm muộn gì thằng đấy ấy, nó cũng sẽ chuyển sang ngũ long hóa hình thôi. Và đánh ở cái level 12 ấy, tức là tối thượng luôn đấy. Đảm bảo với anh em luôn. Không sai đâu. Tôi nhìn rất rồng anh em ạ, chúa quỷ 2 sao. Không phải tự nhiên mà nó lại nuôi con chúa quỷ 2 sao ở trong cái bộ 5 rồng. 5 rồng 9 mét nuôi chúa quỷ 2 sao ạ. Random đi. Rồi, được nha anh em nhá. Có khả năng. Có khả năng đấy. Thậm chí nó cũng đã ra đát rồi. Vậy là chúng ta có thể dự đoán là được cái đội hình. Nếu mà nó lên level 12 và nó chơi ngũ long hóa hình thì nó sẽ là 4 Witcher kẹp với cả 5 rồng. Ở level 10 sẽ là chúa quỷ, level 11 sẽ là Dark Spirit, và level 12 một trong hai con, một là con Shadow, hai là con Doom. Chỉ có như thế thôi anh em ạ. Anh em thấy không? Khác biệt chưa? Vừa lấy thua này. Đấy, có Storm Shaman khác biệt chưa? Bắt đầu có sự khác biệt anh em ơi. Bắt đầu có sự khác biệt. Trận này căng quá nhở. Trận này mà nó có con Dark Spirit 2 sao nó vẫn nhét được cái đội hình đấy anh em ạ. Tôi đang no đây. Cắt chuỗi của nó. Nhưng mà phải kết thúc thằng này sớm. Phải kết liễu thằng này sớm. Không kết liễu được ấy, nó ra con Dark 2 là nguy hiểm đấy nhá. Ui giời, có người khen hay kìa. Ui giời ơi. Anh em thấy chưa? Thông thạo 10 nó khác anh em ạ. Nhưng mà bây giờ làm nào để kiếm được con Storm 3 cơ. Storm 3 có nghĩa là bão Static Storm nó sẽ liên tục và khả năng là khóa là con Dark Spirit là cao. Nhưng mà nếu ấy mà Dark Spirit mà không bị khóa là rất là nguy hiểm đấy nhá. Dark Spirit này, ôm của nó không cho nó mua. Dark Spirit 2. Căng thật đấy anh em ạ. À phải cẩn thận nhá, nó đang có cái ý định là nó câu cái con Storm Shaman của tôi kìa. Nó dùng con ảo ảnh nó câu sang đấy, swap kìa. Lé. Rồi, ok bạn ơi. Được không? Vẫn là ăn được anh em ơi. Hay quá. Trời ơi. Đẩy nó nhiều vào. Được không anh em ơi? Trời ơi, hay quá anh em ơi. Phải đẩy nó trước khi nó form được về ngũ long. Ngũ long hóa hình anh em ạ. À mà nó chuyển về rồi. Nó chuyển về ngũ long hóa hình rồi anh em ơi. Thôi chết rồi. Nó chuyển được về ngũ long hóa hình rồi anh em ạ. Vậy là tôi vẫn ăn được à? Tôi vẫn ăn được anh em ơi. Cái quả trứng này là để một là cho heo, hai là cho Storm Shaman thôi nhá. Nhất định là quả trứng này là không đập cho cái con Du đâu. Chắc chắn là sẽ không đập cho Du 3 đâu nhá. Du 3 phế luôn đấy. Ngũ long hóa hình là form đủ bộ rồi nhá. Có Dark Spirit ở trong đội hình. Nó chơi Warlock anh em ạ. Nó không kẹp Doom mà nó kẹp là cái con Shadow. Đúng là tôi dự đoán luôn. Không lệch được phát nào luôn anh em ơi. Nhưng mà bạn ơi, có biết ai đẻ ra cái bộ đấy không? Được không? Ôi giời ơi anh em ơi. Khả năng được là cao. Ôi nó Berlin xong bên này nó đấm phát đầy máu kìa. Phải cứt ạ. Nó đập một phát nó chết một con luôn kìa. Được không bạn ơi? Nhấc cái tay lên. Rồi ôi anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn. Nó còn 4 máu anh em ạ. Round này phải kết liễu được nó. Tôi phải roll hết tiền để kiếm con Storm Shaman 3 sao đây anh em ạ. Cố lên nào. Ra đi bạn ơi. Đây rồi. Vẫn còn thiếu nhiều quá nhờ. Thiếu hai con nữa thôi. Từ, xem nào. Bán con heo đi. Thôi anh em ạ. Không nuôi được heo 3 đâu.
Ui, con này lên được 2 sao hả? Thay con này ra. Có khi yếu hơn đấy anh em ạ. Chưa biết được, phải thử mới biết được. Phải có cá thì chúng ta mới đỡ mất máu ở cái con Shadow. Con Shadow 12 tầng nó gây đam nhiều lắm. Được không? Được không? Được không? Được không? Ăn được không? Được, vấn đề là có ăn được không? Đã split lên được 2 sao rồi anh em ạ. Ui vãi đái. Hỏng rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. À, thế là không kết liễu được nó rồi, nó 34 ạ. Còn một con Storm Shaman nữa thôi. Trời ơi, không được anh em ơi. Không tham được cái con này đâu, không tham được đâu. Phải kẹp cá anh em ạ. Con Light Spirit không tham được đâu. Không tham được. Trận này bắt buộc phải kẹp cá. Khó rồi. Thực ra nếu mà nó đánh ở level 10 ấy, tôi vẫn đánh được. Bởi vì làm sao anh em biết không? Nếu mà chúng ta ra được, thực ra là nó còn một cái điều kiện nữa. Đấy là nếu mà chúng ta ra được cái dấu ấn thần thánh ấy, thì chúng ta có thể đánh ở level 10 mà chúng ta bỏ bớt một con gót ra. Lúc đấy chúng ta có thể chơi 6 đỏ kết hợp với cả 4 mục sư được anh em ạ. Và lúc đấy thì chúng ta có thể bắt được con chúa quỷ. Nhưng mà chúng ta có hai cái vấn đề mà tôi sẽ không thể chơi được như thế. Cái thứ nhất là không có dấu ấn thần thánh, khiến cho chúng ta sẽ chỉ có chơi được 2 gót thôi. Và cái con Storm Shaman nó sẽ không thể tung trưởng liên tục được nếu mà chúng ta chơi 4 mục sư. Cái thứ hai, đội hình ngũ long hóa hình của đối thủ nó không phải là 10 con, mà nó đây nó là tối thượng 12 con. Và nó có thể kẹp vào là 3 con 5 đô 2 sao anh em ạ. Vì vậy nếu mà chúng ta chơi theo kiểu là chúng ta cướp bài Sasori ấy, không dễ gì có thể bắt trúng được cái con chúa quỷ trong khi còn 2 con 5 đô nữa. Hết tiền rồi. Bán nốt drone đi. Storm Shaman. Ui rồi ơi, không được rồi anh em ơi. Storm Shaman mà lên được 3 sao thì có cửa đấy. Nhưng mà không, nó không lên được anh em ạ. Chán thật sự. Khó nhờ. Nó lên được ở đây là 3 con 5 đô rồi. 3 con 5 đô rồi mà. Thực ra ấy, ngoài con chúa quỷ ra thì còn 2 con nữa nó cũng rất là đáng lo cơ. Là con Dark Spirit và cái con Shadow đều là những con gây đam rất là kinh khủng vào cái bộ 6 đỏ này. Nhưng mà bây giờ mà chúng ta không lên được Storm Shaman 3 sao thì rất khó chơi anh em ạ. Kẹp cá rồi cũng chưa thấy ăn thua. Được không? Được không đấy, được không đấy. Được không đấy, thôi xong rồi. Thế là xong rồi đấy. Thế là xong rồi đấy. Shadow của nó tung được trưởng anh em ạ. Chúa quỷ tung một trưởng. Quá khó anh em ạ. Nó tối thượng quá rồi. Kể ra ấy, mà tôi đẩy được nó ở cái round 33 ấy, là chúng ta vô địch top 1 luôn ấy. Mà thằng này nó quá nhiều đồ rồi. Với cả cái đội hình của nó mắc binh rồi. Dark Split 2 sao, chúa quỷ 2 sao. Đấy, sau đấy thì đồ của nó nữa. Rất khó để có thể chơi được anh em ạ. Nhưng mà anh em cũng có thể thấy là ở cái trong cái trận đấu này tôi đã chứng minh cho anh em thấy là chúng ta có thể chơi gót đỏ để có nhiều đấm ngược lại cái bộ counter của chúng ta đấy anh em. Anh em thấy không? Tất cả những cái chiến thắng của tôi đều là do kinh nghiệm chiến trường của tôi nó đem lại hết. Không phải tự nhiên mà biết dồn đồ cho Storm Shaman để lật ngược thế cờ đâu anh em ạ. Phải thông thạo cả cái bộ mà đối thủ đang chơi lẫn cái bộ mà chúng ta đang chơi thì mới có thể làm được cái trò đấy anh em ạ. Và sau cái clip này thì tôi hy vọng các anh em đều sẽ có những cái kinh nghiệm quý báu để khi mà anh em chơi gót đỏ, anh em biết đường counter lại cái bộ ngũ long hóa hình anh em nhé. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian, anh em hãy chọn clip bên trái và clip bên phải để xem cái bộ ngũ long hóa hình khi mà được tôi chơi thì nó đấm cái bộ gót đỏ như nào anh em nhé. Nó sẽ có cái sự khác biệt rất là lớn với clip ngày hôm nay. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!